Tuyến huyện lộ 6 có chiều dài hơn 20 km, nối liền từ đường Hồ Chí Minh vào đồn biên phòng 571, nay là đồn biên phòng Phú Gia và thôn Phú Lâm, xã Phú Gia. Thôn Phú Lâm hiện có 122 hộ dân với 410 nhân khẩu, trong đó có 62 hộ dân tộc Lào với 162 nhân khẩu. Đây là tuyến đường giao thông độc đạo, có ý nghĩa rất quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giao thương hàng hóa ở địa bàn vùng sâu vùng xa biên giới, đảm bảo quốc phòng an ninh, tuần tra biên giới, bảo vệ rừng, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai. Tuy nhiên, từ khoảng 3 đến 4 năm trở lại đây, tuyến đường này đã bị hư hỏng, xuống cấp, vỡ nát tàn hoang. Các kết cấu lớp nhựa đường bị bong tróc, vỡ nát, sỏi đá lở loét nham nhở, gồ ghề dày đặc. Trên tuyến xuất hiện chi chít ổ voi, ổ gà, sụp lún vệt bánh xe kéo dài hàng chục mét, tạo thành những hố sâu, kết hợp với đường đèo dốc. Nhiều khúc cua che khuất tầm nhìn khiến các phương tiện lưu thông qua đây gặp rất nhiều khó khăn nguy hiểm, dễ xảy ra tai nạn, bị ngã và rơi xuống vực sâu bất cứ lúc nào, nhất là lúc thời tiết mưa gió đêm tối. Theo một số người dân địa phương, có nhiều nguyên nhân khiến tuyến huyện lộ 6 xuống cấp, trong đó một phần do đường đã làm từ lâu. Tình trạng xe ô tô tải vận chuyển cây keo tràm hoạt động qua lại thường xuyên. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phú Gia Trần Văn Tuân cho biết, tuyến huyện lộ 6 được đầu tư xây dựng từ cách đây hơn 20 năm, mặt đường nhựa rộng 3,5m, nhưng đến nay có khoảng 15 km trong tổng số hơn 20 km đã bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng. Do đường xuống cấp, nên từ trung tâm xã vào thôn Phú Lâm, đồn biên phòng Phú Gia và ngược lại, mất cả tiếng đồng hồ đi ô tô, khoảng 30 đến 50 phút đi xe máy. Nhiều năm nay tại các cuộc họp Hội đồng Nhân dân huyện, tỉnh, tiếp xúc cử tri, đại biểu Quốc hội, người dân và chính quyền địa phương đã kiến nghị, đề xuất đầu tư kinh phí sửa chữa nâng cấp tuyến đường này để đảm bảo an toàn giao thông đi lại, đảm bảo đường quốc phòng tuần tra biên giới, bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Hương Khê cho biết, trước mắt, tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 để thi công giai đoạn 1 dự án tuyến huyện lộ 6, chiều dài 7,5 km, đoạn từ đường Hồ Chí Minh đến ngã ba biển chỉ dẫn đường vào đồn biên phòng Phú Gia và đường rẽ về xã Hương Bình với tổng mức vốn đầu tư 100 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ khởi công năm 2023. Riêng khoảng 13 km đường hư hỏng xuống cấp trầm trọng còn lại, huyện cũng đã đề xuất tỉnh nâng cấp sửa chữa nhưng chưa được phê duyệt.